này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Nguyện chọn con tim anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Chào em con tim, chào em con nhớ mong. Ngày ngại ngân chỉ không cho anh nắm tay, mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ đầy hoa thắm với thiên đường hạnh phúc. Ta đi trong hạnh phúc, ta đi trong nắng hoa. Chưa mai lặng thinh cho tim em u sầu, chưa có hoài nghi anh yêu em thật lòng. Dù phong ba ta cùng đi qua, cùng đi tới những chân trời mơ ước. Một câu anh yêu em thật lòng, hãy hứa một câu em yêu anh trọn đời. Dù mai sau ôi đời ra sao, mình yêu mãi mãi hoài em nhé, và mình mãi bên nhau. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Nguyện chọn con tim anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Chào em con tim, chào em con nhớ mong. Ngày ngại ngân chỉ không cho anh nắm tay, mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ đầy hoa thắm với thiên đường hạnh phúc. Ta đi trong hạnh phúc, ta đi trong nắng hoa. Chưa mai lặng thinh cho tim em u sầu, chưa có hoài nghi anh yêu em thật lòng. Dù phong ba ta cùng đi qua, cùng đi tới những chân trời mơ ước. Hãy nói một câu anh yêu em thật lòng, hãy hứa một câu em yêu anh trọn đời. Dù mai sau ôi đời ra sao, mình yêu mãi mãi hoài em nhé, và mình mãi bên nhau. Câu anh yêu em thật lòng, hãy hứa một câu em yêu anh trọn đời. Dù mai sau ôi đời ra sao, mình yêu mãi mãi hoài em nhé, và mình mãi bên nhau. Tuyệt vời, oh, khúc ca nồng say tuyệt vời.
Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly.
nhiều 1, 2, 3 dâu thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều 1, 2, 3 dâu thật đều, còn gì hơn ta nữa mình cùng cạn ly. Về. Một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay, hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 dâu thật đều. Đừng về không xa lắm còn sợ gì mà không. Say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 dâu thật đều. Tình
như gió thoáng qua. Vẫn yêu một đêm vui đã vời ra, thương hoài cuộc tình theo hoa. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Làm sao em tin đây?
mộng tình mất bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên để đôi. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều, làm sao em tính đây. Xin em yên lòng anh như cha mẹ mang lấy qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mất bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên để đôi. Hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên để đôi. Em đêm là nhạc khúc em đêm. La la
Trần Sương và chị Quách Thị Phụ tại ấp Trần Chùa thì trắng trần đề quỹ trần đề cũng sức trăng. Hai gia đình đã quyết định chọn ngày hôm nay là một cái ngày làm sáng tốt để tiến hành cái lễ thành hôn cho đôi trẻ, đó là chú rể hôm nay là Lê Văn Đệ, cháu Úc Nam của ông Lê Văn Hoa, và cô dâu ngày hôm nay đó là cô Quách Thị Vui, cũng là trưởng nữ của gia đình ông bà Trần Sương. Kính thưa quý ông, nhà gái hôm nay đại diện nhà trai này gồm có là nội của chú rể, tức là ông Loa, ông Loa đếm được. Bên cạnh đó là có hai cô của chú rể. Thì như vậy, hôm nay bên nhà trai chúng tôi đến đây thì về nhân sự thì tôi cũng đã giới thiệu xong. Về lễ vật thì chúng tôi có một cái khai hộp và 6 hôn lễ. Theo cái nghi thức hành lễ của bên nhà trai chúng tôi thì gồm có là 6 lễ. Cái lễ thứ nhất là cái lễ nhập gia, tôi xin trình và tử hôn. Đây là chủ nhà đứng cái đi, thì đó ông ở ngoài, ông ngoài tôi biết chủ nhà. Chủ nhà đi. Tại vì chủ nhà ngồi ông ngoài, ông bà gì đó thì ông ngoài ha. Để nhập gia. Rồi tiếp theo mà ông bà đi ha. Đây là chủ nhà gì cũng ôm luôn, còn bên đây là ông bà. Đây. Vì không biết ông nội, ông ngoại gì, ông biết ông làm, ông làm ai đi. Chia hai ông đi. Rồi đó. Nó căng quài, nó căng hộn luôn. Quá rồi ông chay à. Chỉ hai người không chay. Trầm trầm luôn. Đẩy cái nắp chút chút rồi. Ừ, đó, chút thôi. Hơi nhiều nữa. Cái hành lễ của nhà trai chúng tôi thì gồm có 6 lễ. Cái lễ nhập gia của chúng tôi đã trình xong. Và cái lễ thứ hai là cái lễ trình quà. Đó là trong 6 hôm quà đó. Cái lễ thứ ba là cái lễ thượng đăng, tức là lên đôi đèn cày đó. Cái lễ thứ tư là cái lễ dân hương, tức là đốt nhang cho ông bà quá cố. Cái lễ thứ năm là cái lễ giỡn mâm chầu. Và còn cái lễ sau cùng đó là cái lễ rước dâu và thỉnh họ bên nhà gái. Và
hiệu quá, thầm trình bày của nhà trai của chúng tôi như vậy, bây giờ ý kiến nhà gái mà thấy có cái gì không phù hợp thì góp ý thêm. À, phù hợp là vậy thì được tiến hành. Tiến hành lắp ra. Và trong xóm hôm lễ của nhà trai chúng tôi còn có chồng rượu và cà bây giờ chuẩn bị cho cô dâu bước ra để rồi tới bên đây bà gì bà nội rồi bắt đầu vô cứ rẻ luôn rồi cái mệt đó mẹ đang mệt đó rồi tới qua đây bước qua đi qua đây tới cha mẹ rồi kêu sao đó thì bây giờ chú gửi mời cha mẹ. Rồi còn ai nữa không? Hết rồi phải không? Rồi như vậy. Ở đây là hai đứa con về bên đó. Đúng đủ đi. Thì hôm nay như vậy đúng ra là phải đi trình ngày là giao rồi. Để cho mình gái đi đứng. Nhưng mà đứng ở đây việc mấy đứa nó cũng bớt là cái sự ưu ái của gia đình. Đúng không? Và như vậy tôi cũng xin thay mặt gia đình của chú Hùng nhà trai nhân dịp năm hết Tết đã đến. Xin kính chúc hai họ hai gia đình kể từ hôm nay mỗi một gia đình có thêm một thành viên mới và xin chúc mừng.
hóa thân đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cao thơm ngát hương hoa, thôi em theo anh vào nhà. Chuyện chúng mình cũng
sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son này áo màu vàng. Ôi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Mời chú tiến sáu tháng. Chào chào chú. Đó, bỏ 10 ngàn.
Rồi, chú xem sao là. Kính mời ba tiến lên. Ba má tiến lên. Chưa mất à. Rồi chị Ba Hiền, đứng lên chụp cái hình luôn. Rồi tôi trưởng Út Lan. Chắc còn rốt cái ác chứ hết, chị Hiền nữa, chết. Ngon không, ngon không? Giữa được cái ác vậy chị Ba. Ngay bây giờ đây, buổi lễ tân hôn của chú rể Văn Đệ, sinh viên cùng cô dâu Thị Vui xin phép bắt đầu. Hôm qua xin hân hoan chào mừng toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại tư gia gia đình chủ hôn ở nhà trai chúng tôi để tham dự buổi lễ tiệc cưới mừng lễ tân hôn của chú rể Văn Đệ, sinh viên cùng cô dâu Thị Vui. Vâng, và lần đầu tiên thì cho Văn Hải được phép đại diện cho gia đình cũng như là toàn thể ban nhạc xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, hôn nhân là lời hứa cao quý nhất trong tình yêu. Khi ta nhận ra rằng không thể sống thiếu một nửa kia của cuộc đời và cả hai sẽ mang đến cho nhau những gì cao quý nhất, tốt đẹp nhất cũng như giúp đỡ hơn cho nhau hoàn thiện hơn trong tương lai. Vâng, và trải qua một thời gian dài quen biết và tìm hiểu lẫn nhau thì giờ đây hai trái tim đã hòa cùng một nhịp đập và trên cuộc sống này thì chú rể Văn Đệ không thể sống thiếu đi cô dâu Thị Vui. Vâng, và tình yêu của hai bạn cũng đã được sự tác hợp của hai bên thông gia gia đình đã thống nhất. Năm 2020, nhằm ngày 28 tháng 12, năm Kỷ Hợi để tổ chức buổi lễ tân hôn cho đôi người. Vâng, và đó cũng là lý do vì sao quý vị chúng ta giờ đây cùng có mặt tại đây bởi một lý do duy nhất, đó là chúc mừng hạnh phúc cho đôi Quyên Ương. Vâng, và không để quý vị để lâu thêm nữa thì giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về cổng chính tại tư gia, dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để thay thế cho tiếng pháo để chào mừng hai người đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, đó là chú rể Văn Đệ cùng cô dâu Thị Vui. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Mẹ cha đã định em về với anh. Cô dâu Thị Vui cùng chú rể Văn Đệ đang tay trong tay tiến về lễ đời hạnh phúc, và kể từ ngày hôm nay hai bạn sẽ tiến tới một cánh cửa mới của cuộc đời, đó là cánh cửa hôn nhân và hạnh phúc. Vâng, và hôn họ nhà trai sẽ tiến về sân khấu ra mắt toàn thể vị. Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay được không ạ? Chào đón chú hôn nhà trai chúng tôi. Vâng, và về phía đại diện chủ hôn nhà gái thì chúng tôi được phép mời lên đây ông Trần Văn Tiền và bà Quách Thị Vũ là song thân của cô dâu sẽ tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể vị. Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, và xin mời hai thông gia chúng ta sẽ tiến về phía trước một bước, trao cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm để kết chặt tình thông gia kể từ ngày hôm nay.
Một tràng pháo tay chúc mừng cho hai con trai được không ạ? Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị quan khách, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vinh dự vui mừng được đến đây đại diện cho chủ hôn trong ngày hôm nay. Xin gửi đến toàn thể quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Hôm nay cũng đã là 28 Tết rồi, quý vị cũng bận rất là công việc gia đình và sắp xếp trong gia đình để đồ đón Tết. Quý vị cũng dành chút thời gian quý báu của mình có mặt đông đủ trong ngày hôm nay, đó là một niềm vinh dự rất quý báu đối với gia đình trong ngày hôm nay. Vâng, và không biết nói gì hơn, ngoài xin gửi đến toàn thể quý vị đại diện cho gia đình chủ hôn một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Vâng, và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng lắng động trong ít phút để chúng ta chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ thực hiện hai nghi thức rót rượu sâm banh và cắt bánh cưới. Vâng, và chúng ta đang chứng kiến cô dâu chú rể chúng ta đang rót đầy những giọt mặt của tình yêu. Em như một chuyện rượu đầy, anh chưa rất cạn mà lòng đã say. Giang như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước sông nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, chúng ta sẽ dâng rượu cho chủ hôn hai bên. Với một cúp xin kính chúc cho đại diện. Cũng tham gia chung sau ba cái điểm vỗ một cái thật to, uống 100% được không ạ? Chúc mừng buổi lễ tân hôn tân nhang đây, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3 go! Vâng, và buổi lễ tân hôn cũng đã khép lại một phần trong ngày hôm nay. Thì giờ đây xin mời chủ hôn hai bên gia đình chúng ta sẽ tiến về bàn tiệc chiêu đãi. Là bình minh trên đôi mi, em ấm áp. Vâng, sau khi uống rượu vào môi thì cũng phải ôm chúc từng hôm ấy xin yêu mê. Là vì em mà em say, ngàn hương thơm quanh lối về. Cần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện làm cố nhân lâu tình. La 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 la, bước nhẹ vào trên trái tim anh rồi. Chúng ta sẽ trao cho nhau hương vị ngọt ngào mỗi đầu tiên trong cuộc sống hạnh phúc, đó là chiếc bánh tình yêu. Ngon không? Rể của chúng ta quen nhau thời gian bao lâu ạ? 2 năm. 2 năm. 2 năm cũng rất là dễ vị. Thì 2 năm qua thì cô dâu chú rể chúng ta họ cũng đã trao cho nhau nhiều thứ. Trao rất là nhiều quý vị, nhưng mà trao thì chỉ có 2 người họ thấy thôi. Ở đây quý vị không có thấy đúng không ạ? Có một ngày vui trọng đại hôm nay như thế này thì giờ đây vợ cũng là cô chú rể rồi, không có gì mà thẹn thùng hay ngại ngùng nữa. Thì giờ đây chương trình sẽ có một yêu cầu nhỏ thôi, chú rể sẽ thể hiện tình yêu của mình trong suốt thời gian qua mà họ đã dành cho nhau, những gì mà mình không thấy hôm nay sẽ được thể hiện trên sân khấu này. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý cho anh chàng phố tay được không ạ? Sao mà chú rể có đồng ý không ạ? Đồng ý mà chào cái gì biết không? Biết chào cái gì không? Chưa, từ từ để ai biết chào cái gì? Chào cái gì chú rể? Thu. Hay quá. Rồi, bây giờ có thương cô dâu không? Thương. Thương dữ không? Đi hỏi cô dâu thương dữ không cô dâu? Mắc cỡ rồi. Bây giờ thương dữ hay không bây giờ mới biết nè. Bây giờ hôn phải không ạ? Quý vị chồng ý chú rể hôn phải không ạ? Rồi bây giờ để cho nụ hôn mới được. Chú rể chúng ta hãy về phía sau. Về phía sau 2 bước. Không biết hả? Không. Trời hay quá vậy. Sao hay quá vậy? Đúng rồi, có chồng rồi biết. Đúng rồi, hay quá. Bây giờ cũng gợi ý chú rể luôn. Bây giờ là hôn bên trái thì 2 gái 1 trai. Hôn bên phải thì 2 trai 1 gái. Hôn môi thì 1 trai 1 gái. Mà hôn 3 bên mình làm 8 đứa luôn. Chơi không chú rể? Chơi không? Chơi không? Chơi. Vỗ tay quý vị. Vỗ tay. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến nụ hôn nồng cháy diễn ra trên khấu này. Rồi xin mời. Chưa? Nhìn nhau thôi. Bây giờ 2 người nhìn nhau. Nhìn nhau. Bây giờ chú rể về phía sau tí đi. Rồi bây giờ chú rể 1
bước tới môi cuối cùng là MC điểm 10 tiếng chú rể sẽ buông ra được không ạ? À? Nhớ chưa, không, nếu buông ra trước là sẽ hôn lại. Rồi một bước tới, hai, lấy tay trái ôm eo của dâu, ôm eo, rồi kéo lại, kéo lại, kéo lại, chưa nhìn nhau thôi, nhìn nhau, rồi cô dâu nhắm mắt lại, rồi cô dâu ngước lên, ngước lên, rồi ba, hôn, bên trái trước, bên trái trước, rồi bên phải, rồi hôn đi, vỗ tay đi, vỗ tay, chưa, chưa, trời ơi chưa, cái gì cũng phải từ từ, gấp quá, con gái nó không có thích. Từ từ, làm lại, hôn môi, 1, 2, 3, 10 tiếng luôn ra. Hôn, vỗ tay vậy, vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mấy điểm. Vâng, và giờ hỏi cái chú ghẻ cái phê không? Không phê đâu cho hôn nữa à, phê không? Hỏi cô dâu đi, chú ghẻ hiền quá, phê không cô dâu? Nói thôi với nụ hôn nồng cháy cho chú vị vừa rồi cũng đã thể hiện tình yêu của chú ghẻ đã dành cho cô dâu. Vâng, và nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại buổi lễ ra mắt xong ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa đại diện cho chủ hôn trong ngày hôm nay cũng như là toàn thể ban nhạc, à, xin chúc toàn thể quý vị có một buổi dùng tiệc thật là ngon miệng. Vâng, và nhân dịp năm mới cũng sắp đến, xin chứng chúc toàn thể vị quan khách của năm mới vạn sự. Rồi căng căng chưa? Trong này trong người lắc dần chưa? Lắc dần chưa? Trong con xin được thải diện lên cho. Cảm thấy chúng có được không? Yeah.
con với bao màu xanh ngát hồn ta, tìm em trôi vào đêm vui. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi vào bên nơi, bên tình hành khi ta chèo xuôi, bên thành mình ta sao thảy thơi. Là quê ta hôm nay vui quá, cứ em về trên chiếc nhìn hoa, chừng mai dày đâu chén thân tôi môi hồng miền tươi tươi tan. Trở về xưa thành phố ơi, được em về có nước thần vui, được em về cho ơn nghỉ ngơi vì hoa ơi xuân đầy vui. Trong lời yêu mới có hôm vẫn phù đừng nằm ngước chân.
văn chương. Dù vắng chắc buồn nhớ anh chắc rơi trên sầu tươi. Lửa mặt trăng em mây thứ sáu đời nhà mong anh thấy mong chờ những nỗi nhớ cho trong mặt trời. Người ở đâu chẳng ai nhớ thôi nó vẫn bao yêu thương ngày nào vẫn chẳng heo ô vẫn yêu thương cho tình cũng xa. Chỉ còn anh em làm ra ai chưa đợi thật đừng ngày mai thấu cơ đất đau vẫn mơ tình em ngồi đây vẫn chắc là thế thôi lòng anh đã lên núi trời dù sang ngang giờ đây mỗi ta vui tình xin đôi một mình lòng anh phong gần em không quên ở đây mới sao em anh vẫn chờ đây vẫn chắc là mẹ thôi lòng anh nhớ đời cuộc dù rằng em giờ đây không thôi vui tình xin ngỡ nhau tìm em dưới anh chẳng quên rằng son sắc